Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Bộ trưởng Công Thương khẳng định không thiếu xăng dầu. Virus sợ trách nhiệm làm phát sinh tâm lý không quyết tâm, không sáng tạo. Tiếp tay mua bán hóa đơn, cán bộ thuế đổ lỗi cho người chi phần trăm. Và sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị chú ý đón xem. Bộ trưởng Công Thương khẳng định không thiếu xăng dầu. Thưa quý vị, thông tin từ Cổng Thông tin Chính phủ cho hay, sau cuộc họp của lãnh đạo Chính phủ với bộ ngành doanh nghiệp về điều hành xăng dầu chiều muộn 11 tháng 11, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã khẳng định trước những diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu trong nước những ngày qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành đã quyết liệt triển khai thực hiện nhiều giải pháp. Trước hết, đó là việc giao cho các nhà máy lọc dầu trong nước tăng năng suất sản lượng. Doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực xăng dầu tăng mức nhập khẩu và sẵn sàng cung ứng xăng dầu cho các địa bàn cần tăng cường, kể cả đơn vị ngoài hệ thống. Hai là, Bộ Tài chính đã điều chỉnh mức chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam và liên bộ đã áp dụng từ chiều ngày 11 tháng 11 và giao Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, cập nhật chi phí định mức, chi phí phát sinh thực tế để phản ánh vào công thức tính giá cơ sở trong các kỳ điều hành tới. Ba là, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét để có cơ chế tháo gỡ khó khăn về vốn kinh doanh cho từng trường hợp cụ thể. Thứ tư, Chính phủ giao các bộ ngành phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, nhất là hành vi đầu cơ, trục lợi hoặc găm hàng chờ tăng giá. Thứ năm, Chính phủ giao cho các bộ ngành chức năng và chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển, lưu thông mặt hàng xăng dầu trên phạm vi cả nước, kể cả trong giờ cao điểm. Thông tin thêm về tổng nguồn xăng dầu đến nay là 18,6 triệu tấn, đặt trên dưới 90% nhu cầu trong cả nước. Ông Diên khẳng định, nguồn cung xăng dầu không thiếu nhưng vẫn bị đứt gãy ở một số phân khúc. Do đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong cuộc họp ngày 11 tháng 11, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng lãnh đạo các bộ ngành liên quan thống nhất một số vấn đề. Theo đó, báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN cho hay, hai nhà máy lọc dầu trong nước đã đạt tổng sản lượng 12,9 triệu tấn xăng. Đã đạt tổng sản lượng 12,9 triệu tấn xăng dầu thành phẩm. Theo số liệu của cơ quan chức năng về xuất nhập khẩu thì 10 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu đã nhập 5,7 triệu tấn xăng dầu. Như vậy, tổng nguồn vốn xăng dầu đến nay là 18,6 triệu tấn, đạt trên dưới 90% nhu cầu tiêu dùng trong cả năm. Tuy nhiên, thực tế vẫn bị đứt gãy nguồn cung ở một số phân khúc. Vì vậy, ông Viên cho hay, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền các địa phương, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý theo quy định của pháp luật và các hành vi đầu cơ, trục lợi, găm hàng chờ tăng giá, hoặc là các hành vi vi phạm pháp luật khác. Cuộc họp thống nhất nguyên nhân chính của hiện tượng mà các doanh nghiệp trong hệ thống phân phối hạn chế xuất hàng, hạn chế bán ra là do các định mức chi phí và các định mức chi phí phát sinh trong bối cảnh rất dị biệt của thị trường xăng dầu hiện nay chưa được cập nhật đủ kịp thời. Vì trong công thức tính giá cơ sở. Vì vậy, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, rà soát và cập nhật các chi phí phát sinh thực tế đó để liên bộ điều hành giá bán lẻ phù hợp với diễn biến của thị trường thế giới. Chính phủ cũng giao cho liên bộ điều hành hợp lý, hiệu quả quỹ bình ổn xăng dầu để góp phần ổn định thị trường xăng dầu trong nước. Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo khách quan trung thực và góp phần ổn định vững chắc thị trường xăng dầu trong nước. Bộ Công Thương tăng cường nắm bắt thông tin và điều hành xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm pháp luật hoặc thông tin giả gây nhiễu loạn thị trường. Bộ Công Thương cũng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan, ra soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Nghị định số 95 về kinh doanh xăng dầu để khắc phục những bất cập, hạn chế đã bộc lộ trong thời gian gần đây theo trình tự thủ tục rút gọn, hoàn thiện đề án nâng mức dự trữ quốc gia về xăng dầu theo chủ trương của cấp có thẩm quyền. Virus sợ trách nhiệm làm phát sinh tâm lý không quyết tâm, không sáng tạo. Thưa quý vị, tình trạng cán bộ, công chức, viên chức sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám đề xuất, sáng tạo hay làm việc cầm chừng không phải là câu chuyện mới.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giai đoạn giữ chức vụ Thủ tướng đã từng cảnh báo về tình trạng này, gọi là virus sợ trách nhiệm. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhìn nhận, thực tế hiện nay có những trường hợp một số cán bộ công chức dám làm, dám chịu trách nhiệm, khi áp dụng luật này thì đúng, nhưng khi thanh tra, kiểm toán, điều tra, áp dụng luật khác lại vi phạm. Hoặc ở thời điểm này thì đúng, nhưng ở thời điểm khác lại sai, phải xử lý trách nhiệm hình sự. Thành ra, dẫn đến tình trạng một số cán bộ công chức xuất hiện tâm trạng thà bị kỷ luật khiển trách còn hơn đứng ra trước vảnh móng ngựa. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết, vừa rồi cũng có đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận về kinh tế xã hội. Vừa rồi cũng có đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận về kinh tế xã hội, đề cập đến tình trạng có một số bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức, thậm chí là những người có chức có quyền, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm. Bộ phận cán bộ, công chức này hiện nay vẫn chưa có thống kê cụ thể. Tuy nhiên tôi cho rằng, cần phải nhìn nhận lại vấn đề, phải có đánh giá thực sự, đánh giá về mặt nhận thức, đánh giá về mặt tư tưởng của cán bộ công chức của những người có chức có quyền. Để tình trạng trên tiếp diễn sẽ dẫn đến các đơn vị, các cơ quan đều dĩ hòa vi quý trong công việc. Những cán bộ công chức ấy sẽ hình thành tư tưởng giữ mình, được phân công công việc tới đâu làm tới đó, không có sáng kiến, không quyết tâm, không quyết liệt, sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về, xem công việc đối với mình là vô tự lợi. Như vậy có thể tránh được sai phạm, nhưng không tăng được năng suất lao động, hiệu quả công việc, hiệu quả của cả bộ máy không cao. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Túc, thân là cán bộ lãnh đạo, phải dám nghĩ, dám làm để đất nước đi lên. Ông phân tích, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nêu, muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Thực tế trong những năm qua, đổi mới đã có những đồng chí vì dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới mà bị đánh giá là làm sai tại thời điểm đó, nhưng sau này được minh oan. Có thể kể đến đồng chí Kim Ngọc là tấm gương mẫu mực của người đảng viên Cộng sản, luôn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Cán bộ phải vừa hồng vừa chuyên, tự bồi dưỡng, tự học hỏi theo đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa. Tình trạng sợ trách nhiệm ở cán bộ, công chức có một phần nguyên nhân do một số bộ phận được bổ nhiệm chưa thực sự đúng chuyên môn. Vị đại biểu phân tích, phương châm cán bộ phải vừa hồng vừa chuyên đã được áp dụng xưa nay. Tuy nhiên, hiện nay cũng có những lĩnh vực không áp dụng bất gì bất dịch như vậy. Mặc dù các cấp lãnh đạo cũng đã có sự tính toán, suy nghĩ và bố trí công tác cán bộ lãnh đạo, công chức viên chức để làm công việc cụ thể hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn ủng hộ phương châm cán bộ phải vừa hồng vừa chuyên, tức là cán bộ phải có chuyên môn, phải chuyên môn hóa công việc. Cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức cũng phải có chuyên môn thì công việc mới rành mạch, cụ thể rõ ràng. Thông thường, lãnh đạo quản lý mà không có chuyên môn thì thường rất ngại, rất ngần ngừ. Do chưa nắm được những vấn đề lĩnh vực đó, lại e ngại người tham mưu giúp việc của mình có thể gài bẫy, hoặc bộ phận tham mưu chưa hết sức, hết lòng, dẫn đến người lãnh đạo quản lý không nắm được lĩnh vực đó, không dám quyết, không dám ký. Trên thực tế, cũng có những trường hợp đó xảy ra chứ không phải không. Chính vì vậy, riêng cá nhân tôi ủng hộ cán bộ phải vừa hồng vừa chuyên, phải chuyên môn hóa. Đặc biệt, những công việc có chuyên môn cao thì cũng cần cán bộ lãnh đạo phải có chuyên môn cao. Ngoài ra, công tác quản lý của cán bộ lãnh đạo phải có sự tín nhiệm của cấp có thẩm quyền, của công chức viên chức để hoạt động làm sao có hiệu quả. Ở góc độ khác, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Túc lại cho rằng, cũng có những trường hợp do bổ nhiệm chưa đúng chuyên môn mà dẫn đến cách làm việc cầm chừng, e dè, không dám quyết, nhưng không phải ai cũng như vậy. Ví dụ, nhìn vào giai đoạn sau cách mạng tháng 8 năm 1945, nhiều đồng chí cũng được giao nhiệm vụ chưa đúng chuyên môn, nhưng với phương châm giải quyết công việc dựa trên đức là gốc và tài là quan trọng, đều sẽ giải hòa được những sự đức tài. Có thể có những người chưa có tài trong lĩnh vực này, nhưng lại có khả năng quy tụ mọi người, biến những người có chuyên môn cao thành trí tuệ của tập thể. Bao nhiêu năm qua, đội ngũ chuyên môn của chúng ta trong các ngành đều có cả. Cực chẳng đã, có một số đồng chí hiện nay chưa được đào tạo chuyên môn được giao phụ trách lĩnh vực đó. Vậy, những đồng chí đó khi đã được Đảng giao trách nhiệm, càng phải cố gắng thật nhiều, làm sao quy tụ được những đội ngũ trí thức trong ngành, làm sao để người ta quý mến mình, dần dần thuyết phục mỗi cá nhân đem tài năng, đức độ ra đóng góp vào tập thể, tạo thành tài năng, đức độ, kinh nghiệm của cả bộ ngành.
trên cơ sở đó mà điều hành, lãnh đạo. Những trường hợp được bổ nhiệm chưa đúng chuyên môn thì công tác vận động, thuyết phục và khai thác những người giỏi chuyên môn là việc hết sức quan trọng.